Khi một người vay tiền từ một tổ chức tín dụng đen, cứ vay 1 triệu đồng thì phải trả lãi 3.000 đến 4.000 đồng mỗi ngày, à, lãi suất trung bình khoảng 10% một tháng. Như vậy sau một tháng, số tiền nợ sẽ là 110% của 1 triệu đồng, tức là bằng 1 triệu nhân với 1,1 bằng 1 triệu 100.000 đồng. Giả sử người đó chưa trả được thì sau 2 tháng số nợ này sẽ tăng lên 1,1 lần nữa. Và nếu chưa trả được thì số nợ tiếp tục tăng lên 1,1 lần sau mỗi tháng. Đến hết tháng thứ 8, số tiền nợ đã tăng lên hơn 2,1 lần. Thầy Kiên vừa tính các cách nhân với 1,1 như sau. À, 2 cộng 1 bằng 3, 1 cộng 4 bằng 5, 4 cộng 3 bằng 7, 3 cộng 5 bằng 8, 5 cộng 8 bằng 13, 8 cộng 8 bằng 16, 8 cộng 8 bằng 16, 8 cộng 1 bằng 9, hạ 1, kết quả bằng 2, 3, 5, 7, 1 cộng 8 bằng 9, 1 cộng 3 bằng 4, 1 cộng 6 bằng 7, 6, 9, 1. Đặt dấu phẩy ta được kết quả. Bạn hãy tính xem sau tháng thứ 12 số tiền nợ sẽ là bao nhiêu? Kết quả đó có làm cho bạn giật mình không? Hãy comment kết quả và cho thầy Kiên biết cảm nhận của bạn ở phía dưới nhé. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.